Philip là một tỷ phú nhà không có gì ngoài tiền và tiền cả, thế nhưng trong một lần chơi nhảy dù đã gặp phải tai nạn khiến ông liệt từ cổ trở xuống. Từ đó ông phải sống suốt quãng đời còn lại trên một chiếc xe lăn. Vì công việc chăm sóc một người tàn tật rất khó khăn nên Philip đã tuyển rất nhiều y tá, nhưng đến giờ vẫn chưa có ai trụ được quá 2 tuần. Hôm đó có một anh da đen hổ báo cáo trồn xông vào phòng tuyển dụng. Thật ra Dries không có kiến thức về chăm sóc người tàn tật cũng chẳng cần công việc này. Anh chàng chỉ muốn ký giấy xác nhận đã đến xin việc để hưởng trợ cấp xã hội, nếu không sẽ phải chịu cảnh đầu đường xó chợ. Anh đen còn tỏ thái độ bất cần đời, nháy mắt đưa tình với cô thư ký xinh đẹp. Sự chân thật và vô tư của Dries khiến cho vị tỷ phú cũng phải bật cười. Có lẽ ngay từ thái độ đầu tiên của mình thì anh đen đã bị đuổi thẳng cổ rồi, nhưng không ngờ Philip lại quyết định tuyển chọn một kẻ vừa thô lỗ vừa không có kinh nghiệm này làm y tá cho mình. Anh đen có thời gian thử việc 1 tháng, nghe xong Dries vô cùng hoang mang. Bởi vì lớn từng này rồi đến giờ anh vẫn chưa làm được điều gì tử tế cả, ở nhà thì báo cha báo mẹ tụ tập anh em chí cốt hút lá đu đủ quậy phá hàng xóm. Tinh ăn mù làm không chịu kiếm tiền phụ giúp gia đình, thậm chí còn phải vào tù 6 tháng vì tội nhảy đầu. Kết quả bị mẹ tống cổ ra khỏi nhà vì sợ ảnh hưởng đến các em, giờ anh đen làm y tá cho một tỷ phú không những lương cao mà còn được bao ăn bao ở. Phòng ngủ còn to hơn cả nhà của mình, có cả bồn tắm sang chảnh và quan trọng nhất là được làm việc với một cô thư ký xinh đẹp. Điều kiện tốt như thế này thì chỉ có thằng ngu mới không nhận. Thế là Dries nhanh chóng xách ba lô dọn vào dinh thự ở và bắt đầu cuộc sống của một y tá riêng. Lúc mới bắt đầu anh đen đụng đâu hỏng đấy, bác sĩ mất cả ngày trời dạy cách chăm sóc bệnh nhân thì anh lại lăn ra ngủ. Đến khi bế Philip lên xe lăn thì suýt chút nữa khiến ông được nếm mùi đất, tắm cho ông chủ thì lấy nhầm dầu gội để rửa chân còn nước rửa chân để gội đầu. Anh than thở rằng bọn nhà giàu mấy người dùng gì đến tận 20 loại nước tẩy rửa khác nhau thì bố ai mà nhớ hết được. Tiếp theo Dries phải mặc quần tất cho Philip vì nếu không làm vậy ông ấy sẽ bị ngất do máu không thể lưu thông. Ban đầu anh đen tỏ ý không muốn nhưng cuối cùng cũng phải làm. Thế nhưng chiếc bao tay này để làm gì? Hóa ra nó dùng để thông cống giúp cho vị tỷ phú dễ đi đại tiện. Nghe xong Dries liền hốt hoảng nhất mực từ chối không chấp nhận làm chuyện đó. Mặc dù chỉ là phận người làm nhưng anh đen hết sức bố đời. Thấy con gái của Philip dẫn trai về nhà phát cơm cho anh liền đuổi chúng nó đi chỗ khác chơi. Mới tí tuổi đầu đã yêu đương nhăng nhít. Mau biến khỏi đây để tao còn gặm xong ổ bánh mì kẹp thịt đến từ Việt Nam. Rảnh rỗi thì anh tia trộm em thư ký xinh đẹp, không có việc gì làm thì đổ nước nóng vào chân Philip để xem ông ấy có phản ứng gì không. Anh bạn tính luộc con chim non của tôi đấy à, đến bữa cơm vì mải ngắm bàn tọa của em thư ký mà anh chàng đút luôn thức ăn vào mắt ông chủ. Vốn tính hậu đậu từ nhỏ nên không có gì ngạc nhiên khi anh đen thường hay quên đeo máy điều hòa nhịp thở cho Philip, rõ ràng anh không hề có tố chất để trở thành một y tá riêng. Tuy nhiên Dries cũng có mặt tốt của mình. Thấy Philip suốt ngày ngồi xe lăn trông đến phát mệt nên anh đã đưa ông lên xe để thử cảm giác mạnh. Đây chính là điều mà vị tỷ phú tàn tật này đã đánh mất từ lâu, biết hàng xóm thường hay bắt nạt Philip ngày nào cũng đậu xe trước cửa nhà ông. Anh đen ngay lập tức lao đến lôi cổ đối phương ra ngoài dạy dỗ hắn ta một trận, mày có thấy biển báo cấm đỗ xe ở đây không hả? Nếu còn tái phạm một lần nữa thì tấm biển này sẽ in thẳng vào trán của mày đó. Giải quyết xong tên hàng xóm khó ưa, Dries lái xe đưa Philip đến buổi triển lãm tranh. Tại đây anh tỏ ra không hiểu tại sao ông ấy lại bỏ ra 50.000 euro chỉ để mua một bức tranh trông rất vớ vẩn. Philip nói rằng đây sẽ là dấu tích cuối cùng của con người trên trái đất. Vậy ông hãy cho tôi 100 euro, tôi sẽ cho ông cả đống dấu tích không bao giờ quên. Anh đen còn khịa bắt Philip phải khoanh tay thì mới được cho kẹo ăn. Không biết mình là chủ của nó hay nó là chủ của mình nữa. Trong lúc nghỉ ngơi một người quen của Philip đã đến nhắc nhở ông hãy cảnh giác về Dries. Anh ta suốt ngày lang thang đầu đường xó chợ cùng đám bạn, tụ tập với vài kẻ lưu manh đi phá làng phá xóm, thậm chí từng ngồi tù 6 tháng về tội trộm cướp. Ông ta cho rằng Dries không có sự đồng cảm và rất nguy hiểm, vì vậy khuyên Philip đổi một y tá khác cho an toàn. Tuy nhiên thứ mà vị tỷ phú này không cần nhất đó chính là sự đồng cảm, cả một đời huy hoàng nên ông không muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại của mọi người. Nhưng anh đen lại khác hoàn toàn, thường quên mất sự thật rằng ông là một người tàn tật, anh ấy hay trêu đùa giống như một người bạn thân. Làm việc thì chẳng bao giờ để ý nhiều và luôn dành cho ông một sự tôn trọng cơ bản. Đây chính là lý do mà Philip chọn Dries. Tối đó, vị tỷ phú đột nhiên phát bệnh thở hổn hển như bị hen suyễn. Do dùng thuốc trong thời gian dài nên cơ thể đau đớn không cử động được. Anh đen nhanh chóng có mặt lau mồ hôi giúp ông và tận tâm chăm sóc từng chút một. Cứ thế Dries đã ở bên Philip cả một đêm dài. Cho đến khi ông tỉnh lại vì đau đớn một lần nữa, nóng quá tôi cần không khí để thở. Anh đen không hiểu ý và tưởng rằng Philip muốn ra ngoài hóng gió nên bế ông ngồi vào xe lăn rồi đẩy ra ngoài. Lúc này đang là 4 giờ sáng, không khí bên bờ sông thật là trong lành và mát mẻ. Họ cùng nhau vào trong quán cà phê để chém gió chuyện trên trời dưới đất. Đây cũng là lần đầu tiên Philip tâm sự với Dries. Ông kể rằng trong chuyến nhảy dù định mệnh đó đã mất đi người vợ của mình. Còn bản thân cũng trở thành tàn phế. Philip cho rằng thứ tàn phế thật sự không phải là cơ thể ngồi trên xe lăn, mà đó là kẻ không muốn chiến đấu cho mục tiêu sống của chính mình.
Vị tỷ phú nở một nụ cười thông báo cho anh Dan biết thời gian thử việc đã kết thúc, anh đã chính thức được nhận làm y tá riêng. Nghe xong, Rich rất hạnh phúc vì đây là công việc tử tế đầu tiên mà anh có được. Anh quyết định sẽ chăm sóc cho Philip một cách tốt nhất có thể. Thời gian trôi qua, Rich làm việc càng ngày càng thành thục, xoa bóp, massage, tắm rửa hay thay đồ không còn xảy ra sai sót. Đến cả việc dùng bao tay giúp ông chủ thông cống, anh Dan cũng chấp nhận. Có sự đồng hành của Rich, tinh thần của Philip cũng ngày một tốt hơn, trên môi của ông lúc nào cũng nở nụ cười. Anh Dan còn lắp thêm động cơ vào chiếc xe lăn giúp nó phóng nhanh hơn. Quả nhiên hai người đã khiến cho rất nhiều thanh niên phải bẽ mặt dí không lại. Tối đó Philip đưa Rich đi xem nhạc kịch. Nhưng anh chàng không thể ngồi yên vì bị tạo hình của diễn viên trên sân khấu chọc cười. Những ngôn từ bình phẩm của anh Dan bựa đến nỗi Philip nghe xong cũng cười không nhặt được mồm. Trong bữa tiệc sinh nhật, Rich cũng nhiệt tình hòa mình vào không khí vui vẻ đó, chọc cho vị tỷ phú cười muốn nội thương. Ngay khi màn biểu diễn của ban nhạc kết thúc, anh Dan liền bật nhạc hiện đại lên quẩy, còn kéo theo cả người làm trong nhà nhảy múa. Từ lúc ngồi trên xe lăn đến giờ trong nhà Philip chưa từng náo nhiệt như thế. Mặc dù không thể nhảy nhưng được chứng kiến cảnh tượng này, ông cũng rất vui rồi. Anh Dan giống như một cơn gió mới giúp ông cảm nhận được mình còn tồn tại trên cõi đời này. Mà Rich sau khi đi xem triển lãm tranh với Philip đã bắt đầu đam mê nghệ thuật. Anh mua một đống đồ nghề về rồi tự mình sáng tác, nhưng thật ra chỉ quyệt quyệt vài đường lên tờ giấy. Sau đó lừa người ta rằng bức tranh này là một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng hiện đại có giá 10.000 euro. Thấy con gái của Philip bị thằng bạn trai đều đá khiến cô bé khóc lóc cả ngày trời. Anh Dan ngoài mặt nói không quan tâm nhưng lại tìm đến bọn chúng giúp cô chủ báo thù. Vì Philip tàn tật không thể chăm sóc con gái chu đáo nên anh đã thay ông ấy làm việc này. Kể từ đó anh Dan và Philip trở thành bạn tri kỷ của nhau. Hôm đó anh Dan phát hiện ra ông chủ thích một người bạn gái quen biết qua thư đã 6 tháng. Rich không hiểu nổi mối quan hệ này như thế nào. Những ngôn từ xến xúa trong thư tình của Philip càng khiến anh Dan nổi da gà hơn. Anh chỉ biết nếu thích một người thì phải dũng cảm nói ra bằng lời từ tận đáy lòng mình. Thế là anh Dan liền giật lấy lá thư rồi dùng điện thoại gọi cho cô gái mà Philip thích để ông ấy nói chuyện. Ban đầu Philip tỏ ra ngại ngùng không muốn nghe điện thoại, nhưng dưới sự động viên của Rich, ông cuối cùng cũng dám mở lời với người ta. Bạn gái muốn chia sẻ ảnh chụp của nhau, Philip vô cùng tự ti lo sợ đối phương sẽ ghét bỏ một người tàn tật như mình. Liền đổi ảnh đang ngồi xe lăn thành ảnh lúc còn bình thường, đối phương nhanh chóng hẹn gặp mặt. Trước khi xuất phát, Philip thay đi thay lại quần áo xem bộ nào hợp nhất, nhưng khi đến điểm hẹn, ông lại tỏ ra lo sợ cứ thế để cô ấy lướt qua đời mình. Để giải tỏa tinh thần, Philip quyết định đưa Rich đi nhảy dù. Tới nơi, anh Dan bĩu môi chế giễu chắc chỉ có mấy người đầu óc không được bình thường mới chơi trò này. Nhưng ngay sau đó anh chàng phải thốt lên sung sướng khi được bay tự do giữa không trung. Mẹ ơi, con biết bay rồi nà. Những ngày tháng vui vẻ không được bao lâu thì biến cố lại ập đến. Em trai của Rich gây chuyện nên phải chạy trốn đến chỗ của anh để lánh nạn. Rich sắp xếp chỗ ở cho em trai xong liền kể với Philip về thân thế của mình. Hóa ra anh Dan không phải là con ruột trong nhà mà là trẻ bị bỏ rơi được nhận nuôi. Sau khi bố nuôi qua đời, mẹ nuôi đã đi một bước nữa. Miệng ăn trong nhà khi ấy ngày càng nhiều. Dưới hoàn cảnh nghèo đói như vậy, những người em của Rich rất dễ sa ngã làm điều sai trái. Philip nghe xong hiểu ra rằng trên vai của Rich còn gánh vác cả một gia đình. Anh không thể chăm sóc một người tàn phế như ông cả đời được, thế nên dù có không muốn rời xa thì ông vẫn phải để cho anh Dan thôi việc. Philip còn khuyên anh hãy quan tâm nhiều hơn tới gia đình mình. Ngày Rich chuẩn bị khăn gói lên đường, mọi người đều đến tiễn, còn nhớ khi mới bước vào ngôi nhà này tất cả đều coi thường anh. Nhưng hiện giờ anh đã có được sự tôn trọng của tất cả bọn họ. Vừa mới bước ra ngoài, anh Dan nhìn thấy một chiếc xe đậu trước cổng. Lần này anh không dùng bạo lực để giải quyết nữa mà nhẹ nhàng khuyên bảo người ta rời đi. Qua thời gian ở cùng với Philip, anh đã thay đổi rất nhiều, không còn cục xúc và ăn nói xả lơ như trước. Trở về nhà, Rich giúp em trai giải quyết phiền phức với đám xã hội thâm. Anh chủ động đi xin việc để có tiền giúp gia đình trang trải cuộc sống khó khăn. Dùng những kiến thức về nghệ thuật đã học được khi ở bên Philip thuyết phục người phỏng vấn nhận mình vào làm. Phía bên kia, sau khi Rich rời đi, Philip tiếp tục tuyển thêm y tá riêng. Nhưng ông chẳng hài lòng với bất kỳ ai cả. Bọn họ ngoài công việc phải làm ra thì gương mặt lúc nào cũng giả tạo, nói chuyện ân cần như muốn nhắc Philip rằng ông là một kẻ tàn phế. Vị tỷ phú ngày càng buồn bã, tính tình cũng trở nên nóng nảy không để cho ai đụng vào, còn để nguyên bộ lông mùng giống lão sếp của tôi mà chẳng thèm cạo. Tối đó ông phát bệnh, nhưng khi y tá mới tiến vào chăm sóc lại bị ông đuổi ra ngoài. Không còn cách nào khác, quản gia đành phải tìm đến Rich. Anh Dan vui vẻ nhận lời trở về giúp Philip. Khi hai người gặp lại, anh đã cười nhạo bộ lông mùng của ông chủ trông khá đê tiện. Anh nhìn ra Philip đang không vui vẻ nên đã đưa ông ấy đi hóng gió. Không biết hóng thế nào mà anh Dan phóng với tốc độ bàn thờ lạng lách đánh võng các kiểu con đà điểu. Kết quả họ nhanh chóng bị cảnh sát chặn lại. Rich cá cược với Philip nói mình không những không bị phạt mà còn được cảnh sát hộ tống mở đường. Anh vừa xuống xe đã bắt đầu thể hiện tài năng diễn kịch. Ông chủ tàn tật của tôi đang chờ bệnh nặng cần phải đưa đến bệnh viện cấp cứu gấp. Mấy anh còn ngăn cản thì ông ấy sẽ không thể sống nổi qua đêm nay. Philip nghe thấy vậy cũng nhập tâm diễn xuất kiểu như mình sắp đứt đến nơi rồi. Nước dãi thì chảy ròng ròng khiến cảnh sát lo sợ phải mở đường cho hai người đến bệnh viện.
Ngay lúc đội ngũ cấp cứu chạy ra thì anh Dan liền đạp chân ga phóng mất dạng. Anh đưa Philip đến bên bờ biển ngắm nhìn đại dương bao la rộng lớn, như vậy mà tâm trạng của ông cũng trở nên tốt hơn. Về nhà, Driss giúp người bạn cạo râu, kết quả lại khiến bộ lông mùng của Philip biến hóa thành vô vàn các kiểu khác nhau, nổi bật nhất là bộ râu của anh họa sĩ người Áo, quốc trưởng muôn năm. Sau đó, Driss đưa Philip đến một nhà hàng và nói rằng anh đã chuẩn bị cho ông một cuộc hẹn. Vị tỷ phú đột nhiên hiểu ra, quả nhiên vài giây sau cô bạn gái tâm tư của ông đã xuất hiện. Khoảnh khắc gặp được cô ấy, Philip liền nở một nụ cười mãn nguyện. Anh Dan biết rằng mình không thể chăm sóc cho người bạn tàn tật cả đời, vì vậy anh đã đẩy chuyện đó cho cô bạn gái của Philip. Thế là mang tiếng thơm giúp ông ấy có người yêu, lại không phải ngày nào cũng thông cống giúp Philip nữa. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà!